chiều các bạn quay trở lại với Phát Vũ Vlog nha cả nhà. Em có mặt tại mộ của ngày xưa tôi lên rồi cả nhà. Hôm qua là mộ dỡ sớm rồi cả nhà. Buổi trong cái đêm luôn, dỡ rạp trong đêm luôn cô chú anh chị. Hôm nay em tới sớm để quay cho cả nhà mình xem nha. Khung cảnh là cả nhà, gỡ hết trong lơ trong lóc rồi cô chú anh chị. Đó, gỡ hết rồi. Đó, hôm nay không còn cái gì luôn cô chú anh chị. Trong lơ trong lóc hết rồi. Đó cô chú anh chị. Đó, thì hôm nay anh em tới sớm để quay cho mọi người mình xem. Đây, cái rạp này cả nhà. Còn cái rạp bự chứ lại mấy rạp xung quanh là dở hết rồi. Cô chú anh chị. Một cậu bây giờ là hả? Đóng lơ trong lóc rồi. Đóng luôn. Đó, giống như bên mộ cô Thanh Kim Quế, mộ khác gì đó. Bây giờ là đóng hết rồi. Đóng đóng luôn rồi cô chú anh chị. Hình với bông đồ cũng đã dọn bớt rồi đó. Hình là mi ảnh không còn luôn nữa. Không còn, còn cái gì luôn cả nhà ơi. Hình không còn một tấm hình nào luôn. Không còn cái gì luôn, tất cả đồ đạc là đem hết luôn, chỉ còn là mấy chậu cây thôi. Làng cũng tàn luôn rồi. Đây cả nhà, đây cái này cái rạp ở phía trước nè, mà kéo vô trong này để che cho mộ cầu thôi. Rồi lũi là cô chú anh chị, này không còn cái gì luôn. Nhớ. Mấy cái chậu này là khiêng hết ra đây nè cô chú anh chị. Mấy chậu chỗ này là khiêng họ khiêng hết ra bên này rồi. Thì chỉ còn là hai cái chậu cây nè cả nhà, thấy không? Đó. Đó cô chú anh chị ơi. Cây mai lớn cũng còn. Mấy cái cây kia thì gom thành một đống. Đây mấy cái đèn năng lượng đâu? Tối gắn đèn năng lượng cho cậu ba cái đèn năng lượng nè. Đèn năng lượng người ta cũng gỡ là để đây cả nhà. Còn con cái nữa. Cái cả nhà. Có sự cố là bình bông bình hoa là để hết. Bình bông hoa đâu, tự nó bình bông hoa. Tối này hoa cả nhà. Tàn hết luôn cô chú anh chị. Đổ hết luôn rồi quý chú anh chị. Bắn luôn cái lửa luôn rồi. Bắn để cây. Trời ơi, tàn rồi cả nhà. Cái gì nè, nó ngã xuống luôn kìa. Cái đồ chừng ba tầng á, cái dĩa ba tầng á. Dựng lại đi, dựng lại trời bình bông rồi. Ơi, bể hết trơn rồi. Này, con chắc là con hươu con nai gì nó ăn á. Con gì nó ăn nè. Con gì nó ăn nó phá nó lôi hoa nè, phải không? Nai rồi. Kêu con nai mà có nai rồi nha. Cái nó rớt mà không bể ha. Nhưng mà cái này bể kia nè. Rồi, để rồi. Bể ra bể rồi. Luôn rồi, hồi em ra luôn. Cái chậu quá cay. Lấy cái đít vô bể. Ha ly. Cả nhà. Ha ly hả? Ly. Thôi bể bể, đổ đổ cái. Bể cả nhà. Ủa này đâu bể đâu, này nó vậy mà. Cái nào không bể rồi, cái đó bể rồi, tụt đít rồi. Đứt rồi, bể rồi. Phải không? Sao nó đẹp vậy? Tụt cái đít rồi. Bể đít rồi. Ủa mình nhớ mình tới cái ba cái đèn nào mà ta? Có kìa, có gì kìa. Rồi cây táo nở hoa của anh luôn kìa. Cây táo nở hoa kìa, còn hai trái nè. Táo còn hai trái à, của chú. Trời đất ơi. Còn hai trái, chứ cây lại, còn cái cây luôn. Cây còn, cây còn. À, cái cây còn. Có hai trái nguyên à. Ngã cái táo này. Thấy thương. Không còn cái gì hết. Rồi chống lơ, chống lóc chỗ này luôn cả nhà. Trời ơi. Lơ, chống lóc luôn rồi, không còn cái gì hết cô chú anh chị. Quay cả nhà mình xem. Anh em đến đây để cập nhật thông tin rất sớm nha cả nhà. Đó. Rồi chụp cho cả nhà mình xem luôn, chống lơ chống lóc rồi cả nhà. Này ơi. Nhìn vô là chỉ còn thấy ngôi mộ của cậu thôi cả nhà. Trời ơi. Không còn cái gì nữa. Đây. Trời ơi. Thì còn cái đèn. Còn cái đèn ở đây nha cả nhà. À. Đèn nó lượn còn con hù quá mộ cậu chứ hôm nay. Cảm ơn chú anh chị. Rồi. Phía sau thì quay phía sau hậu trường cho mọi người xem. Thì phía sau hậu trường hôm bữa mọi người nhớ đây là một cái rạp rất là lớn luôn. Đồ đạc để rất là nhiều luôn. Và hiện tại bây giờ thì còn một cái bàn. Còn một cái bàn qua coi bình nước lượng cái gì nè. Cả nhà còn
chỗ này là cả nhà, dẹp hết luôn rồi cô chú anh chị, gỡ hết luôn rồi, không còn cái gì hết này cô chú anh chị xem, mà chỉ còn là ở phía đằng sau này thì cũng dẹp hết luôn rồi, không còn gì hết trơn á, chỉ còn ngôi mộ của cậu thôi nha cô chú anh chị. Rồi dẹp hết luôn rồi, chỗ này chống lưa chống lóc này cô chú anh chị nè, đó chỗ này chống lưa chống lóc luôn rồi, em quay cho cô chú anh chị xem này, không còn cái gì hết. Chỗ này lúc trước là mấy cái bàn cũng như là tủ chén đó, mà thôi không còn cái gì luôn. Thì giờ chỉ còn một cái đèn năng lượng trời nè cả nhà, đó quay cả nhà xem. Ở phía này cả nhà còn cái bàn này, bàn inox, còn cái inox nữa nha, đèn năng lượng mặt trời, còn một cái đèn năng lượng mặt trời đó này cả nhà, hai cái bàn bữa bị cháy rồi cô chú anh chị đó. Trời ơi, tan hoang hết, quay cho cô chú chị xem. Còn cái gì nữa, hôm qua không còn cái gì hết. Rất là đẹp luôn, bởi vì sao mà tao quay lại cái cảnh hôm qua là ba cái rạp. Ok, bây giờ cái rạp nó sơ sát nè. Lát hồi mà nắng nó xuống nè, nó chiếu thẳng vô luôn. Đó, đức trời giao thoa. Trời giao thoa thiệt luôn rồi. Cái dạng là hết tặng bông tặng hình nữa. Hết tặng rồi, đâu tặng nữa. Đâu có chỗ để. Bây giờ mấy cái hình lát hồi anh em mình lên trên kia ha, quay thử rồi cái hình bọng của cậu nha, nó để trên kia như thế nào, chứ ở đây là thấy là không còn một bức hình nữa, không còn một gì ảnh nữa. Kinh kệ, ê kinh kệ đâu hôm qua mà mấy đứa luôn, bây giờ cũng không biết ở đâu luôn này. Trên, này trên còn này. Cái không ai của chú chị bây giờ đây còn cái này nữa, kia hết mất tiêu. Tan hoang hết rồi cô chú anh chị ơi, không còn cái gì hết. Hoa này cả nhà. Không. Chú anh chị. Quá trời nhiều thứ rồi. Dọn dẹp. Rồi đây nha. Cái căn nó đổ tùm lưng hết rồi chú anh chị. Đó. Tan hoang hết luôn cả nhà. Còn cái mấy hiên tao mới về được. Còn vợ mấy hiên này mướn mấy tháng nó mới được hết. Chưa hết hạn mà. Rồi dọn dẹp rồi bắt đầu tập trung vô làm vợ cho cậu. Chỉ còn là những cây xanh thôi cô chú anh chị. Bây giờ không có, bây giờ mình dọn dọn hên quá, còn lại cái bình bông. Còn bình bông này cả nhà, cái bình bông luôn. Hai giả còn được hai ba chậu nha cả nhà. Tối có mưa không ta? Mưa. Hôm qua tối không mưa đó, hôm nay không biết sao nè. Chắc là cậu nắng lắm á. Lần đầu tiên cậu nghe nói khi lúc mấy lúc trước một từ mấy trăm là mấy là cậu mới hưởng nắng mặt trời hay gì. Hôm nay là anh hướng tây nè, nó chiếu thẳng vô mồ. Lại em thấy là khi mà trời nắng, ai khi mà dọn bớt gạo ra đó thì cái bộ phận sáng cũng không, cái này là sáng hẳn. Lâm mày nói đúng, sáng hẳn là đúng, nhưng mà quá sáng, hiểu không? Bây giờ ở nhà ok, làm cái nhà thì cũng phải là vừa chỗ tối vừa sáng, chứ chỗ nào quá sáng thì cũng thua luôn. Trống trải rồi, không còn cái gì hết cả nhà. Trống trải rồi, không còn cái gì hết. Cái gì rồi, giải vô comment kia mát không nè, không xạo, túc nè, không xạo kia. Không giải cạp đó, cuối cùng cũng có giải cạp rồi đó. Dở hết rồi cả nhà ơi. Nè em quay từ xa cô chú anh chị xem. Đó, quay từ xa cho cô chú anh chị xem nè, chỉ còn một cái rạp nhỏ thôi. Đó, không còn cái gì hết á. Ở nhà. Rồi chống lốc, chống lốc. Thì phía bên hông này vẫn còn mấy chậu hoa giả nha cả nhà, vẫn còn lại nha, với mấy chậu hoa tươi
hay là mới đem qua mới đem ra ra không nó chống gì nè, khán giả có thể vô mà không bị kẹt rồi nha. Đó vô là thấy ngay cái mộ của cậu luôn cả nhà. Đó. không có máy che bao bọc gì hết cô chú vậy nè. Đó không còn máy che gì luôn. Đó, đó cô chú anh chị. Em quay phía ngoài rõ cho cô chú anh chị xem. Nè. Như ý ban đầu là sẽ cho giao thoa đất trời giữa mộ của cậu. Đó cô chú anh chị. Đó, em quay góc này cho cô chú anh chị xem thấy không? Không còn cái gì hết á. Okay. À, không còn hình ảnh nha cả nhà. Những tấm hình lớn, hình đẹp nhất thì không còn luôn. Không còn cái gì hết, chỉ còn hoa thôi. Còn gì nữa đâu mà khóc bối. À, vẫn còn là kia. Này còn gì nữa đâu mà bỏ với nhau. Thôi hết rồi. Em trả lời nha, kiếm cái lông lá. Đây nè. Còn là hai chậu xanh này cả nhà. Kỷ niệm là bây giờ mất đi rồi. Người ta vẫn còn để lại. Hoa cả nhà. Chỉ có là tươi hoa giả là còn lại thôi nha cô chú anh chị ta, còn cây là còn lại thôi đó. À, thì đến đây Pháp Vũ Vlog cũng xin dừng lại clip, mong là cô chú anh chị xem thấy hay để lại một like, một share cũng như một lượt đăng ký ủng hộ kênh nha cả nhà. Xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị những clip tiếp theo nha.